Bạn có biết là Spa Room đã có group dành cho người trong môn nghề hay chưa? Đây là nơi bạn được thỏa sức học hỏi và chia sẻ kỹ năng, được gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện và tâm sự chuyện ngành, cùng vô vàn những điều hấp dẫn đang chờ đợi bạn. Hãy tham gia group ngày hôm nay. Hiya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spa Room. Và hôm nay là bài viết của tác giả Nga Lê Vi, từ tìm mình tới chọn nghề như thế nào. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vào một buổi chiều, chúng mình, đội ngũ người trong môn nghề, đã may mắn có được cuộc trò chuyện với nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung và cũng là tác giả của cuốn sách Đúng Việc, một góc nhìn về câu chuyện khai minh. Chúng mình tổng hợp thành bài viết này với hy vọng những thông điệp ý nghĩa mà thầy chia sẻ được lan tỏa tới nhiều người, nhất là với các bạn trẻ. Thầy Giản Tư Trung hiện là Hiệu trưởng Trường Doanh nhân PACE, Viện trưởng Viện Giáo dục IRED và Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh. Thầy nhận bằng thạc sĩ về nghiên cứu phát triển tại Học viện sau Đại học Geneva, tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục tại Học viện Giáo dục Quốc gia Singapore và tốt nghiệp tiến sĩ giáo dục tại Đại học London. Vì những cống hiến của thầy cho giáo dục, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã vinh danh thầy là một nhà lãnh đạo toàn cầu trong vai trò của một nhà hoạt động giáo dục. Câu hỏi học trường nào, chọn ngành gì chỉ là cái ngọn. Câu hỏi mà chúng tôi đưa ra: thưa thầy, hiện tại rất nhiều bạn trẻ gặp khó khăn với câu chuyện chọn trường, chọn ngành, rộng hơn thì là chọn nghề. Thầy nghĩ nguyên nhân là tại sao ạ? Thầy Giản Tư Trung: hướng nghiệp là câu chuyện rất quan trọng đối với cuộc đời và sự nghiệp của mỗi người. Giai đoạn mười mấy năm trước, tôi thường được các báo đài mời tham gia các diễn đàn về tư vấn hướng nghiệp, chọn trường, chọn nghề. Nhưng mà sau này thì tôi ít tham gia, bởi vì tôi biết đó chỉ là giải pháp tình thế. Hãy nhìn vào thực tế, đa số các bạn trẻ bây giờ tốt nghiệp đại học, xong phần lớn thì đi làm trái ngành. Trong khi đó, 4 năm đại học là 4 năm sung sức, nhiều sức sống bậc nhất của đời người. Nếu không được sử dụng tối ưu thì sẽ là một sự lãng phí rất lớn đối với cả cá nhân và xã hội. Các bạn trẻ hãy hay hỏi rằng là bây giờ em nên thi trường nào? Xin thành thật trả lời là tôi chịu đấy. Làm sao mà trả lời được cái câu hỏi ngọn như thế? Gốc rễ của vấn đề là gì? Muốn biết trường nào, trước hết ta phải biết là chọn ngành nào. Nhưng mà để biết được chọn ngành nào, ta cần trả lời câu hỏi chọn nghề gì. Nhưng mà trước khi chọn nghề thì ta phải nghĩ tới bức tranh lớn hơn. Mình muốn có sự nghiệp như thế nào? Tức là phải chọn nghiệp trước khi là chọn nghề. Còn muốn chọn nghiệp thì ta lại phải hỏi thứ khác lớn hơn nữa. Mình muốn có một cuộc đời như thế nào? Mình muốn trở thành một con người ra sao? Tóm lại, chọn người, chọn đời thì xong mới chọn nghiệp. Chọn nghiệp xong thì mới chọn nghề. Chọn nghề xong thì mới chọn ngành. Mà chọn ngành xong thì mới chọn trường được. Vậy nên là câu hỏi chọn trường gì nằm ở tốt ngọn cây rồi. Nếu không xử lý gốc rễ, tối ngày ta chỉ biết bứt lá ở ngọn mà thôi. Việc hướng nghiệp hiện nay có rất nhiều vấn đề, không chỉ ở góc độ học sinh mà còn góc độ từ phụ huynh cũng đáng suy ngẫm. Cha mẹ bắt con phải học những ngành đu chen. Ngày xưa thì nhất y nhỉ dược tạm được bách khoa, xê ra thì sư phạm. Khi mà mở cửa với thế giới thì lại có trào lưu khác, nhất anh nhỉ tin tam kinh tứ luật. Cả xã hội cứ miệt mài đu chen, đến khi mà chen đi qua thì cả xã hội lại mông lung. Điều cốt lõi là phải tìm mình rồi mới tìm được nghề. Hành trình tìm mình và ba con người trong mỗi chúng ta. Câu hỏi được đặt ra: vậy làm thế nào để tìm mình, thưa thầy? Đây là một câu hỏi rất quan trọng. Tôi thấy mọi người nói rất nhiều về chủ đề này, nhưng mà không ai hỏi tìm mình là tìm cái gì. Nếu chỉ khuyên là hãy là chính mình, nhưng chẳng biết thế nào là chính mình thì phải làm như thế nào? Ta cứ nói là đừng làm việc A, B, C, X, Y, Z vì sẽ đánh mất chính mình. Nhưng mà có chính mình đâu mà mất? Có chính mình để mà mất thì cũng là khác nhiều rồi đấy. Cha mẹ thầy cô nào thì cũng nói là mong muốn con lớn lên sẽ thành người. May mà không có đứa con nào hỏi lại thành người là như thế nào. Chứ con nó mà hỏi như vậy cũng rất căng đấy, vì nhiều khi cũng chả biết trả lời làm sao. Nếu mình cũng chưa biết rõ người là như thế nào mà cứ tối ngày muốn con, muốn trò,
thành người thì rất là khó. Trước khi bàn về tìm mình là tìm cái gì, thì tôi xin nói về một cái vòng rất lớn trong mô hình giáo dục khai phóng. Tuyên ngôn giáo dục của tôi: ta là sản phẩm của chính mình. Trong đó thì có 5 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là khai phóng bản thân. Không khai phóng bản thân thì không thể tìm ra chính mình được. Thứ hai là tìm ra chính mình. Thứ ba, làm ra chính mình. Thứ tư, sống với chính mình. Và cuối cùng là giữ được chính mình. Khó có thể nói hết được 5 điều đó trong một buổi. Tôi xin nói về việc tìm ra chính mình. Theo quan điểm của tôi, công cuộc tìm mình có 3 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là tìm ra giới tính của mình này, rồi tìm ra con người văn hóa của mình, và cuối cùng là tìm ra con người chuyên môn của mình. Tìm ra 3 khía cạnh này thì ta sẽ tìm ra mình là ai. Ví dụ, con người giới tính có thể tạm chia ra làm 5 nhóm: dị tính, đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới và vô tính. Thật ra thì mình thuộc nhóm nào thì cũng không quan trọng, vì vấn đề đó nhiều khi là do ông trời chọn, mình không chọn được. Nhưng mà có 3 vấn đề để nói liên quan đến giới tính khi mà tìm mình. Thứ nhất, không thể phủ nhận được giới tính của mình. Người phủ nhận giới tính của mình thì khó có thể hạnh phúc, vì không phải là mình thì làm sao mà hạnh phúc được. Trước đây, xã hội có rất nhiều định kiến về giới tính, nhưng mà hiện nay thì bớt đi nhiều rồi. Mình cứ là mình thôi, dù cho người ngoài có định kiến cũng không sao cả. Mình không cần phải thách thức xã hội về điều này. Thứ hai, không được ngộ nhận giới tính của mình. Tôi từng chứng kiến rất là nhiều trường hợp như vậy. Đứa con trai không tin nó là con trai vì nó rất thích làm đẹp, rất ghét bỏ người con trai của nó. Đứa con gái thì nó thực sự nghĩ nó là con trai, nịch ngực không cho phát triển, mặc quần đùi, đi giày thể thao. Nó tin chắc nó là một chàng trai chứ không phải là một cô gái. Và ba mẹ nó thì rất là đau khổ, không biết phải làm như thế nào. Tại sao ba mẹ phải đau khổ? Chắc gì con mình đã les. Mà giả sử có les thật thì đã làm sao? Miễn là con mình hạnh phúc, tử tế, học hành, làm ăn đàng hoàng là được rồi. Thực tế mà nói, sau một thời gian khá dài tìm hiểu về cuộc sống, đứa bé đó sẽ tự thấy mình ngộ nhận vì tham gia cộng đồng này kia xong bị hút vào. Bây giờ cô con gái đó toàn mặc đầm và thích làm đẹp. Ngộ nhận giới tính sẽ gây ra bi kịch cho bản thân và nhiều người xung quanh một cách không cần thiết. Thứ ba, phải tôn trọng giới tính của người khác. Giới tính không định đoạt quyền làm người của một con người. Mình không tôn trọng giới tính của người khác cũng là không tôn trọng nhân quyền, không nhân bản với bản thân. Thế con người văn hóa là như thế nào? Các em có bao giờ tự hỏi tại sao những người có vẻ rất tử tế bỗng một ngày lại làm việc xấu, hại người hay không? Có một vụ sát hại mà khi điều tra ra hung thủ, mọi người đều ngỡ ngàng, không hiểu tại sao một người vốn hiền lành lại có thể xuống tay tàn nhẫn được như vậy. Thật ra trong con người luôn có cả thiện và tà. Nếu thiện căn không đủ mạnh, bất cứ lúc nào cái tà cũng có thể trỗi dậy. Và con người ta không hình dung được tại sao lúc đó lại hành động như thế. Con người văn hóa có rất nhiều cách hiểu. Trong đó, tôi có đưa ra mô hình con người tam tính: nhân tính, quốc tính và cá tính. Cá tính là dựa trên nhân tính và được bồi đắp bởi quốc tính. Cần khai mở nhân tính, vun bồi quốc tính và hình thành cá tính. Cá tính là cái gì đó rất riêng, rất khác của mỗi cá nhân. Bây giờ có bạn trẻ nào mà không thích khác người đâu. Nhưng mà trước khi khác người thì bạn phải giống người cái đã. Còn khác người mà lại không giống người thì rất là kinh người đấy. Để như vậy, chỉ có thể xây dựng cá tính của mình trên nền tảng nhân tính, những đặc tính riêng có của giống người. Đó là khả năng tự nhận thức về đúng sai, phải trái, chân giả, thiện ác, chính tả, đầy tình yêu thương, dầu lòng trắc ẩn, cảm thức sâu sắc về lương tri và phẩm giá. Thế còn quốc tính thì sao? Quốc tính là dân tính, là tộc tính, là hồn cốt dân tộc, căn tính của quốc gia, tâm thức của xã hội. Chúng là ký ức, tiềm thức, ngấm vào mình lúc nào mà mình cũng chả hay biết. Từ những việc nhỏ như là bạn về quê, được nghe ông bà cha mẹ kể về ngày xưa đã làm việc này kia, nuôi dạy con cái lớn lên, hay là những câu chuyện tình làng nghĩa xóm. Đó chính là hồn cốt của quê hương,
bản quán ngấm vào con người một cách vô thức. Nhân tính, quốc tính và cá tính là đặc tính của con người tự do, và con người tự do là đích đến của giáo dục khai phóng. Con người tự do là con người rất nhân loại, rất dân tộc và cũng rất là chính mình. Vậy nên là một đứa trẻ sinh ra, lớn lên tại Việt Nam mà không nói rành tiếng Việt, không thích ăn đồ ăn Việt, cũng chẳng biết gì về văn hóa lịch sử nước nhà, thì tôi không dám nói đó là một sản phẩm hỏng, nhưng mà chắc chắn là một sản phẩm lỗi của giáo dục. Nếu bạn sinh ra lớn lên ở Việt Nam mà không rành tiếng Việt thì chỉ có một nguyên nhân là bạn cố tình làm như vậy và cha mẹ cũng khuyến khích bạn như vậy. Khi cha mẹ nghe con nói ngoại ngữ như người bản xứ, nói tiếng Việt lơ lớ, họ cảm thấy ở một đẳng cấp khác, hay còn gọi là thượng đẳng. Nếu bạn nghĩ mình thượng đẳng, tức là có ai đó hạ đẳng, đó là chỉ dấu của văn hóa có vấn đề. Người có văn hóa thực sự không bao giờ suy nghĩ như thế cả. Gốc rễ cơ bản của văn hóa là tự trọng với con người của chính mình và tôn trọng con người của người khác. Một con người không có gốc rễ văn hóa thì không thể bám rễ vào đâu được, không biết mọc ở đâu cho vững, không có điểm tựa về văn hóa và không có cái neo đó thì chúng ta chẳng biết mình thuộc về đâu. Giáo dục không cẩn thận sẽ tạo ra một thế hệ mang danh công dân toàn cầu mà không có tổ quốc, một thế hệ người Việt mà không phải là người Việt, bị mất gốc văn hóa. Có những thứ trên đời này thuộc về gốc rễ mà mình không thể chối bỏ được, đó là cha mẹ và tổ quốc. Nếu cha mẹ mình tử tế, tốt đẹp thì mình đến với họ bằng tình yêu thương và kính trọng, bởi họ xứng đáng được như thế. Mình tự hào và may mắn được làm con của cha mẹ. Còn chẳng may sinh ra vào gia đình có cha mẹ tệ thì cũng phải chịu thôi. Nếu cha mẹ chửi mình thì mình im, cha mẹ chém thì mình chạy, nếu cha mẹ ở tù thì mình đi nuôi cơm. Hỏi tại sao vậy? Có tại sao đâu, tại vì mình là con họ mà. Một điều chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ có thể chối bỏ bạn là con của cha mẹ bạn. Tổ quốc cũng như vậy thôi. Các bạn có tự hào mình là người Việt hay không? Tự hào vì điều gì? Vì nón lá, áo dài hay là phở? Hãy đối xử với tổ quốc như là đối xử với cha mẹ của mình. Nếu tổ quốc ngon lành thì ngẩng cao đầu trước thế giới. Còn nếu tổ quốc còn nhiều thiệt thòi, đói nghèo, tệ nạn, không sao hết, mình sẽ phải có trách nhiệm với nó, vậy thôi. Và cuối cùng là con người chuyên môn. Thường thì khi nói tới hướng nghiệp, người ta chỉ quan tâm tới con người chuyên môn, chứ chẳng ai nghĩ tới con người văn hóa hay là con người giới tính cả. Một nhà triết học khai sáng thế kỷ 18 đã từng nói, tất cả mọi người trên thế gian này chỉ làm một nghề duy nhất thôi, là nghề làm người. Nghĩa là tất cả các nghề khác, luật sư, nhà báo, chỉ là nghề tay trái. Có thể hiểu con người chuyên môn phải dựa vào nền tảng con người văn hóa. Tóm lại, muốn biết nên theo nghề, ngành gì thì bạn cần phải hiểu sự giao thoa giữa con người văn hóa và con người chuyên môn của mình. Con người văn hóa sẽ cho bạn một lý tưởng trong cuộc sống này, và khi kết hợp với tố chất chuyên môn, nó sẽ thúc đẩy bạn đi theo hướng tốt đẹp. Con cá leo cây là con cá ngu xuẩn, bắt con khỉ đi bơi thì cũng tệ như là con cá leo cây vậy, nhưng mà cho khỉ leo cây thì lại không ai bằng. Con chim vô địch về bay, nhưng kêu nó nhảy thì lại thật tệ. Vậy rốt cuộc, mình là cá, khỉ hay là chim? Tố chất của mình là gì? Căn cốt con người mình là gì? Để biết theo hướng nào? Tìm ra tố chất của mình trong công việc là hành trình cả đời. Có thể mỗi giai đoạn trong đời mình lại thay đổi chuyên môn, nhưng nếu nó vẫn lọt trong con người văn hóa thì sự thăng hoa sẽ tới. Thử lật lại vấn đề này. Nếu một người giỏi chuyên môn nhưng mà lại không có văn hóa, không sống với con người văn hóa của mình, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Giống như một người giỏi IT vậy, nhưng mà làm IT cho Bin Laden thì khác với làm IT cho Microsoft. Cùng là làm IT kiếm cơm, nhưng mà chuyên môn đó phục vụ cho điều gì, chính hay là tà, thì hướng đi sẽ hoàn toàn khác nhau. Câu hỏi tiếp theo được đặt ra. Thầy vừa chia sẻ rất nhiều về câu chuyện tìm mình, nhưng với một bạn trẻ 15-17 tuổi, việc đó có khả thi hay không? Hành trình tìm mình bắt đầu từ khi sinh ra, nhưng ngay cả với một người 70 tuổi, có khi vẫn còn chưa tìm thấy chính mình, huống hồ là một người trẻ. Vậy hành trình đó không thể chỉ là một việc của một bạn trẻ được. Nó phải phụ thuộc vào môi trường xung quanh, vào những người nuôi nấng,
có 5 yếu tố, 5 chủ thể liên quan tới hành trình tìm mình của một bạn trẻ và không ai có thể thoái thác trách nhiệm hết. Thứ nhất là gia đình. Thứ hai, nhà trường. Thứ ba, bạn bè. Thứ tư, môi sinh là môi trường sống, xã hội. Và thứ năm là tự thân. Có nhiều bạn trẻ đến 15 tuổi cũng chả có ai giúp đỡ tìm mình, tự bạn phải tìm thôi. May mắn tìm thấy cuốn sách nào đó, nghe được cái podcast nào đó, hoặc là gặp được ông thầy nào đó, thì đó chính là cơ hội để tìm chính mình. Câu hỏi tiếp theo. Trong quá trình đồng hành với các bạn trẻ về hướng nghiệp, chúng em nhận thấy hầu hết phụ huynh và các bạn trẻ quan tâm nhiều tới vấn đề ngành nghề mang lại danh tiếng, tiền bạc. Nhưng khía cạnh con người văn hóa có vẻ không ai quan tâm. Phải chăng là ở Việt Nam, ngành xã hội nhân văn, những lĩnh vực như là triết học, văn học, nhân học, lịch sử, địa lý bị kém coi trọng, dẫn tới tình trạng thiếu văn hóa này hay không ạ? Đây là một câu hỏi rất là hay. Con người làm mọi thứ dựa trên lợi ích của bản thân, và mình muốn thuyết phục ai đó cũng phải dựa trên lợi ích của họ. Làm sao thuyết phục được các bạn trẻ quan tâm tới khoa học xã hội và nhân văn? Đây là một bài toán rất khó, vì những thứ này nghe đã thấy nhức đầu và không ra tiền rồi. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Năm 2015, tôi ra mắt cuốn sách Đúng Việc, một góc nhìn về câu chuyện khai minh. Trong buổi talk show, tới phần giao lưu, tôi hỏi có ai đặt câu hỏi hay không, hay chia sẻ gì hay không. Một bạn trẻ tầm 22 đến 25 tuổi, ngồi gần hàng đầu tiên, giơ hai tay chồm lên như là khao khát rất muốn đặt câu hỏi. Tôi thấy bạn nhiệt tình nên là mời bạn đặt câu hỏi đầu tiên. Bạn đứng dậy và nói, cảm ơn phần chia sẻ của thầy. Hồi nãy khi vào đây em đã mua sách của thầy rồi, nhưng em nói thật với thầy là em sẽ không đọc. Phát biểu đầu tiên trong buổi ra mắt cuốn sách thai nghén nhiều năm như vậy thực sự là đã khiến tôi cảm giác như là bị dội gáo nước lạnh vào đầu vậy. Lúc đó tôi cũng cảm xúc dâng trào lắm chứ. Nhưng mà trước mặt công chúng đâu thể lỗ mãng như vậy được. Tôi nén lại và lấy hết bình tĩnh hỏi lại rằng, có thể cho tôi biết lý do vì sao em không đọc được không? Bạn ấy nói rằng là, em mua sách lật mấy trang là em nhức đầu. Nãy giờ phần nghe trình bày của thầy nữa, em lại càng thấy nhức đầu hơn. Mà em không thích đọc những thứ nhức đầu. Em thích đọc cái gì dễ hiểu, dễ áp dụng và kiếm ra tiền. Còn những thứ này, em không thể kiếm ra tiền được, nên là em không quan tâm, không đọc. Tôi thấy bạn nhấn mạnh kiếm ra tiền mấy lần, bèn xin phép độc giả cho tôi chút thời gian để độc thoại với bạn này. Em có đang học đại học không? Không, em học xong rồi, đi làm được 3 năm rồi. Tôi thấy em rất quan tâm đến tiền, hiện nay em kiếm có khá không? Dạ không, kiếm không khá. Em đi làm 3 năm mà chuyển 6 công ty rồi, bữa đói bữa no. Chứ không khá, nãy giờ tôi thấy em rất quan tâm đến tiền, mà hiện nay lại không kiếm ra tiền. Em có muốn tìm hiểu thêm về chuyện làm giàu hay không? Nếu em quan tâm thì tôi chia sẻ thêm một chút. Vì tôi là hiệu trưởng trường doanh nhân PACE, gắn bó với sự học của doanh nhân mấy chục năm, chắc tôi có chút kinh nghiệm về việc giúp đỡ doanh nhân làm kinh doanh. Cho tôi hỏi thêm là em muốn kiếm tiền bằng chính đạo hay là tà đạo thì tôi mới nói được. Đương nhiên là chính đạo chứ ạ. Ừ, cũng may là em chọn chính đạo đấy. Chứ tà đạo thì tôi cũng chưa có nghiên cứu nên là chưa chỉ cho em được. Muốn kiếm tiền chính đạo, chỉ có một cách thôi, tạo ra giá trị lớn. Vì nếu không tạo ra giá trị lớn, thì không có ai trả nhiều tiền cho em cả. Mà muốn tạo ra giá trị lớn, thì phải có sáng tạo lớn. Muốn sáng tạo lớn, thì phải có một đời sống tinh thần phong phú. Mà để có một đời sống tinh thần phong phú, thì em phải đào luyện đời sống tinh thần của mình. Con đường duy nhất để đào luyện đời sống tinh thần của mình đó chính là triết học, lịch sử, tôn giáo, văn học. Đó là thức ăn tinh thần và trí tuệ. Chỉ có con đường này là giàu chính đạo thôi. Nếu không thích những thứ này thì khó có sáng tạo lớn và do đó thì cũng khó mà làm giàu được. Hoặc nếu có giàu thì cũng không chắc bền vững vì giàu theo hướng tà. Tới cuối buổi hôm ấy khi mọi người ký tặng xong xuôi hết rồi, tôi đang chuẩn bị về thì tự nhiên cậu ấy lù lù xuất hiện. Tôi mới hỏi, em muốn hỏi gì hồi nãy em thấy chưa đủ hay sao? Dạ em không hỏi gì hết, em nhờ thầy ký tặng sách ạ. Em không đọc thì muốn tôi ký làm gì? Dạ hồi nãy em không đọc, nhưng bây giờ sẽ đọc.
nói rồi đưa tôi ký một lúc 3 cuốn. Sao em mua nhiều vậy? Dạ, một cuốn em đọc, một cuốn tặng cho ba má, còn một cuốn tặng cho con bồ em. Nếu em tặng cho bạn gái thì tôi sẽ ký, còn tặng cho con bồ, bạn gái gọi là con bồ là chưa được nha. Tôi chỉ gặp cậu thanh niên đó một lần, đến nay cũng không biết cậu ta đang ở đâu, làm gì. Thật ra tôi không thấy phiền hay là bực bội nhiều về cậu ấy. Trái lại, tôi thấy biết ơn bởi cuộc đối thoại chỉ có mấy phút ngắn ngủi đó. Tôi nhận ra là tôi phải thực sự hiểu giới trẻ hơn nếu muốn làm giáo dục. Không phải các bạn ngang ngược hay là bất cần, cũng không phải là các bạn lười biếng. Những định kiến đó đều sai. Bất cứ cái gì quan trọng thì các bạn đều sẵn sàng học hỏi và tìm hiểu dù cho nó khó tới đâu. Chỉ là mình chưa đủ hiểu các bạn và chưa có ai đưa ra một lý do đủ mạnh để các bạn học hay là tìm hiểu về nó. Cho nên là đến bây giờ tôi vẫn đọc báo mạng mà giới trẻ thích đọc, vẫn nghe Sơn Tùng NTP. Dù tôi có ham thích gì đâu, nhưng mà tôi đọc, tôi nghe, tôi xem để hiểu giới trẻ hơn. Trở lại với khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, các bạn chưa thích, đơn giản vì chưa ai nói cho các bạn nghe học cái đó để làm gì, giúp ích gì cho sau này. Hãy khai thác những điểm đó. Chuyện hoang mang và 3 thước đo hạnh phúc. Câu hỏi được đặt ra đó là: chúng em từng trao đổi với rất nhiều học sinh, sinh viên từ đủ các trường, các khối ngành khác nhau và nhận ra một điểm chung là các bạn luôn hoang mang và rối bời. Thầy có gợi ý giải pháp nào giúp các bạn trẻ vượt qua hay là rút ngắn khoảng thời gian hoang mang như thế hay không ạ? Hoang mang là điều không thể tránh. Ai mà không biết hoang mang thì không thể có động lực đi tìm mình và trưởng thành được. Nên là việc hoang mang không phải là tệ. Hoang mang để tìm mình thì lành mạnh thôi. Hoang mang xong chẳng làm gì cả thì mới là hỏng. Hoang mang không hề tệ nha, lạc trôi mới tệ. Không bao giờ là quá muộn để tìm chính mình. Tôi có cơ hội quen biết nhiều vị thân hữu được khai minh ở tuổi 60, 70. Đến lúc đó họ mới biết mình là ai, mới sống được cuộc đời của chính mình. Trước đó họ sống cuộc đời của xã hội, của cha, của mẹ, của ai đó khác. Vậy thì các bạn trẻ mới mười mấy, 20 tuổi thì hoang mang có vấn đề gì đâu. Trên đời này không có trẻ ngu, chỉ có con trẻ chưa giỏi. Không có con trẻ hư, chỉ có con trẻ chưa trưởng thành. Khi nhìn đời với một thái độ nhân văn và có niềm tin như thế thì mình sẽ hiểu và chia sẻ được với các bạn. Phải bước vào thế giới của các bạn trẻ thì may ra mới có thể chia sẻ với các bạn điều gì đó. Và khi có thể chia sẻ điều gì đó mới có thể giúp các bạn được. Sẽ khó làm giáo dục nếu như không quan tâm đến những gì mà các bạn trẻ quan tâm, bất kể là bản thân mình có thích những thứ đó hay không. Còn từ phía các bạn trẻ, sau khi hoang mang, các bạn hãy tìm kiếm những nguồn để đọc, để hỏi, để nghe, để nói chuyện, hay là nghe cuộc trò chuyện này của tôi với nhóm người trong nghề chẳng hạn. Câu hỏi tiếp theo: chúng em thấy thầy rất tâm huyết với con đường giáo dục. Từ bao giờ thầy tìm thấy mình cho cuộc giáo dục này ạ? Thầy có cảm thấy hạnh phúc hay không? Thú thật, tôi cũng loay hoay đi tìm mình khốn khổ lắm, chẳng dễ dàng gì đâu. Tôi đã trải qua quá nhiều công việc, ngành nghề khác nhau. Tôi thấy nghề nào mình từng đi qua cũng có thể làm tốt, do khả năng cá nhân và sự dấn thân trong công việc. Nhưng mà không phải công việc nào cũng cho mình niềm vui và hạnh phúc. Hành trình tôi đến với giáo dục thực ra cũng là hành trình đi tìm hạnh phúc cho bản thân, chứ chưa nói gì đến cống hiến cho xã hội, cho đất nước gì cả. Tuyên ngôn sư phạm của tôi rất là ngắn gọn: dạy chính là giúp cho người khác học. Người thầy không nên ở trên người học, không nên mang tâm lý dạy dỗ người khác, mà phải bình đẳng với người học, cùng nhau đi tìm chân lý. Những gì mình chia sẻ thì cũng chỉ là những góc nhìn trong nhiều góc nhìn để cùng thảo luận mà thôi. Tôi thích nhất định nghĩa về hạnh phúc của Mahatma Gandhi. Hạnh phúc là khi những gì bạn nghĩ, bạn nói, bạn làm nhất quán với nhau. Ngày xưa tôi đọc câu này thấy hay, nhưng mà cũng không hiểu gì hết. Trước đây cứ nghĩ là hạnh phúc là kiếm được tiền, kiếm được người yêu, mua được nhà. Chứ hạnh phúc gì mà cứ nghĩ, nói, làm nghe nó lạ vậy. Nhưng mà đến khi hiểu được thì cảm giác nó thấm lắm. Hạnh phúc đích thực của con người là được sống thực và được tôn trọng bởi những người hiểu biết với sự sống thực đó. Muốn sống thực
thì phải biết con người của chính mình là như thế nào để sống với con người đó. Tôn chỉ giáo dục của tôi đó là chỉ có học thực mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể sống thực. Tất cả đều bắt đầu từ thực học. Học mà còn giả thì khó có gì là thực. Học, làm và sống liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Chốt lại một cái là ở sống thực thôi, không cần nói về hạnh phúc nữa, vì hạnh phúc đích thực là hệ quả của sống thực. Con người có một đặc tính chung, ai cũng muốn được tôn trọng, ai cũng sợ bị khinh. Nhưng mà để được tôn trọng và tránh bị khinh ấy, thì ta phải tạo ra được nhiều giá trị. Nếu không có giá trị, khả năng bị khinh cũng rất cao, khả năng được tôn trọng rất thấp. Khó ai chịu chấp nhận điều này. Vậy nên là khi không tạo ra được giá trị thực mà muốn được tôn trọng, tránh bị khinh, con đường duy nhất là ngụy tạo giá trị. Mà ngụy tạo giá trị chính là sống giả, sống ảo, sống diễn. Vậy tại sao họ không tạo ra được giá trị thực? Vì không có thực làm. Tại sao không thực làm? Vì không có thực lực. Muốn thực làm thì cũng không thể. Tại sao không có thực lực? Vì không có thực học. Nên là thực học vẫn là khởi nguồn của mọi thứ. Vậy làm thế nào để thực học? Thực học là học để phát triển đầy đủ thân, tâm, trí, thần. Thân thể, tâm hồn, trí tuệ và tinh thần. Là học để khai mở tâm trí, giải phóng tiềm năng của mình. Là học để phát triển năng lực văn hóa, năng lực công dân và năng lực chuyên môn để làm người, làm dân, làm nghề, nhằm trở thành con người tự do, công dân trách nhiệm và chuyên môn ưu tú. Nói thêm về thành công và hạnh phúc, có người hỏi làm sao để đo được thành công và hạnh phúc của mình. Tôi gợi ý cho các bạn trẻ 3 thước đo, cái nào dùng được thì xài nhá. Nhưng mà nên nhớ, đổi thước là đổi đời. Và nghĩ cho kỹ rồi hãy chọn. Chọn xong thì xài luôn, chứ hôm nay xài thước này, mai lại xài thước kia thì mệt lắm đấy. Thước thứ nhất là chiếm hữu. Mình đo cuộc đời mình bằng những thứ kiếm hay đạt được. Đo cuộc đời bằng sự chiếm hữu. Chiếm hữu càng nhiều thì càng thành công, chiếm hữu càng ít thì là càng thất bại. Ví dụ như là tiền tài, địa vị, danh vọng, bằng cấp, giải thưởng. Thứ hai là cống hiến. Đo cuộc đời của họ bằng những gì mà mình cho đi. Cho đi càng nhiều thì càng tốt. Cống hiến càng nhiều thì càng được tôn vinh, được xem là thành công. Hồi bé tôi được dạy sống theo thước thứ hai. Nhưng mà khi trưởng thành, tôi lại thấy thước này tuy hay, nhưng mà có gì đó chưa ổn lắm. Mình cứ cống hiến như vậy thì mình có hạnh phúc hay không? Mình cũng chẳng biết nữa. Làm cho người khác hạnh phúc, rồi cuối cùng thì mình lại bất hạnh cũng nên. Cách sống đó thì tốt cho xã hội, nhưng mà liệu có tốt cho mình hay không? Thì cuối cùng, tôi ngộ ra và đưa thêm cái thước thứ ba. Và khi tôi tìm thấy cái thước thứ ba, thì cảm thấy từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Thước thứ ba là cách sống. Không đo cuộc đời mình bằng chiếm hữu hay là cống hiến, mà đo cuộc đời mình bằng cách sống. Mình chọn một cách sống, cách làm người của mình và sống theo cách đó. Nếu mình chọn con người tự do, dựa trên nhân tính, thì sự cống hiến của mình cũng rất nhiều và mình cũng nhận được không hề ít. Nhưng tất cả những thứ nhận được hay cống hiến ấy là hệ quả. Cái gốc vẫn là được sống với đúng con người của bản thân mình. Khi bạn sống với đúng con người của mình, bản thân sẽ hạnh phúc và mang lại giá trị cho nhiều người khác. Khi ấy, cuộc sống mới trọn vẹn được. Như là các em làm sách người trong môn nghề chẳng hạn, các em mang lại rất nhiều giá trị cho các bạn trẻ, các bậc phụ huynh. Các em cũng cảm thấy bản thân mình thích công việc này, viết lách phù hợp với con người chuyên môn của các em và việc giúp đỡ người khác phù hợp với con người văn hóa của các em. Ví dụ là như vậy đấy. Trong xã hội bây giờ, người ta không dám tin nhiều thứ, trong khi niềm tin chính là một cơ sở để phát triển. Cái đạo giáo dục, đạo học mà tôi thường chia sẻ rất ngắn gọn. Mọi sự học của con người đều để đạt được một thứ duy nhất. Better me, một con người tốt hơn, một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tôi không nhất thiết phải tốt hơn ai khác, cũng không cần phải là một người tốt, một người hoàn hảo, một người vĩ đại hay là một người tuyệt vời. Trở thành một người tốt hơn là cái đích rất khả thi, bởi ai cũng có thể làm được. Còn trở thành người tốt thì có khi mệt lắm đấy.
Ấy là chưa kể là nếu trở thành người tốt thì sự học của ta coi như kết thúc. Còn trở thành người tốt hơn thì sự học không bao giờ dừng lại. Hành trình đó sẽ là trọn đời. Thầy giáo thì không kén chọn học trò, nên là tôi không kén bất cứ một học trò nào cả. Có người học hỏi xong họ có thay đổi hay không? Tôi nghĩ là có chứ. Tôi có niềm tin đó. Chỉ là thay đổi được ít hay nhiều mà thôi. Có một câu chuyện ăn trộm gà mà tôi thấy ở quê ngày nhỏ. Tên trộm ấy sau khi học xong vẫn ăn trộm gà. Bởi bấy lâu nay hắn chỉ biết mỗi ngày đó. Giờ bảo bỏ thì hắn biết sống bằng cái gì? Nhưng mà thay vì ăn trộm một ngày 10 con thì hắn rút xuống ngày 5 con và chỉ trộm của người giàu và tha cho người nghèo. Vậy là có cái gì đấy trong con người hắn thay đổi rồi, chứ không phải là hắn bỏ nghề ăn trộm mới thay đổi. Cuộc sống không nên quá lý tưởng hóa mọi thứ, như thế khó sống lắm. Sau một thời gian ăn trộm, lương tâm có răng, cắn rứt, ngủ không ngon, hắn thấy cái nghề đó bất lương quá, nên mới gom hết tiền ăn trộm, đi mua chiếc xe cả tàng, chạy xe ôm. Từ đó bỏ nghề ăn trộm luôn. Chuyển hóa bản thân để mỗi ngày tốt hơn là một hành trình vô cùng ý nghĩa và không bao giờ dừng lại. Cảm ơn thầy vì những chia sẻ ngày hôm nay. Chúc thầy dồi dào sức khỏe. Rất vui được trò chuyện cùng các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên, hãy vào spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.